lúc có ban mọc đó, rượt dân nơi ta bắn to đâm na tâm mốc chì nịch. Bà hai chì mong bà mùi lì nghiết, rượt dân bắn thoi lợi bươn bắn tách mặt đong bắn tách mặt đóng, rồi hốt đã chụp nghiệm. À mà nè ăn côi khăn ông lan chì mùi, có krok cho bốt khuôn bàn bắn tách rút như vậy. Này, bố hãy nợ nghiêm á, không biết cho chạy kia tì. Tại ai anh lứ bà giặt. Bà chư nôm, nít cả đồng. Nóm khí nôm tư, nơi dây phóng vì chẳng ơ tư cả đông nơi kiên trên trang phóng. Bạn tọp mọc vì cả chó tới đây. Đảm bốn, khi nhóm nức tha bụ vì chụp thơ ấy bẩn tịch. Tại cài mọc tớp đăng tha bụ vì chụp nôm khí đâm bài xì. Tào vì chạy nhẹ tô xì đa được tế. Nơi khăn ông lan ngô ngất chân, xâm rập chân mình nô đa cho lang tạm thần nọ. Tạm khi nhầm xe mán, bà hai chi kê còn phong căn đồng biết bọc rời. Bà lưu số, mình đách số. Bà hai chi mùi mong cài mọc, tớp lưu dùm lên bụ vi hai khí hộp bài. Khi nhầm lếp tật mọt nức nông chất tha, bà hai bụ vi hộp rút, tớp ai bụ dừng. Tại chạm bắt, rồi hốt toa tại bụ vi nôm khí lặng lặng. À mà nẹ lang mọc đó, vi chlọc bà mơ nẹ tô tiếng ảo. Bên nút, khi nhóm khơi khá ổng cúi, khá kra biếp lực nìa. À mà nẹ lang một tiết, đầy căn cồn sáo, xâm rạp rất bề lông. Một rất bề lông bằng thêm tiết, cực nọ tiếng ở, lưu sâu sở kia trở chị. Bè ơi, bề lông bằng mấy chân, rất to tài lịch, khăn nông sát chơ từ hời. Ta nẹ ná miên cầm lang đầy, tự ai mua bởi lòng nụ bán. Công tha lai nẹ đạch bài. Đồ dàng bụi nẹ tốt ni hơi. Vì này dịch, ham bắt đạch mình ai ở nạ bà tê. Bọn tích cài mọc, lan tàng bì cường có bánh chai mà xin. Hai lan đạch nhóm chi chênh đầm na mốn. Mà đoàn nít nhóm lên kết cụ hơi. Đặc dọc tờ ná có dọc tờ chắc. Nhóm krap các ba tờ lơ khăn nọ. Xong ngom ở miên cầm lặng. Làn rồi lẹ bê sơ trom mặt bán, tai chết tại trom tử. Chẳng ngày tư, mình đang tự đo tì na tê, nơi khung lán miên bình lứ, ai mơ khỉ khởi. Bùa chẳng kiêng lán đại bò tam cõi, chết chôn mộc tam chân lọc là nạc mời, đại bác lăng tam cầm lăng chọc. Hơi râm lông át riêng tư hỏi, rượt dân nơi ta bắn to đâm na tư mục. Bê chụp mà đón, khi nhóm khơi anh mà nẹ đại lòng côi chìa mùi nâng tài cống, chót tệ đầy, tầm nông tờ bà bộ nẹ nòm phẩy. Vì làng mọc đó có chênh đâm na tới tiết, cả chụp rập biếp ní, miên chán cần lành nà. Nơi chân lọc là nát lúc, khi nhóm khơi anh bần lưu ạ kích ní chăng chôn mọc phlet. Bà hai chìa phân nông bênh tệ đắng, khi nhóm xe màn mình khó mên, khi nhóm chó phân nè tờ tam bà hông lúc, khơi phương ạ kỳ xử ní, bà tè thơm mò chì chùa, tè xa ngạch chừng. Mùi sợ bọc cài mọc, rột dân có chốp xa nghiêm. Khi viên mà nẹ bàn lang bì cài lán, chùa bàl mơ mộc nẹ tô cực khí nì. Bàn tọp mọc, viên có đo hờ nàng thuyê cài tầm lẹ mọc đầy. Bà hai chỉ đo cô đai hai mươi tờ. Rồi nàng thuyê đọt đấy, bần lư chăng chôn bình làn. Nhóm nghệ tờ cài, khơi anh phu mơ cử giang lọ bà nịt. Phần lưng ạ kì xin ý bông bệt bình bà tè. Chùm nô khai mạ cà rá. Chùm nô khai mạ cà rá bọ chôn mọc trả trị sập. Nơi khôn ông bà tè đặt thông ní, khôn ông lưu sô xâm lên tù rơ sắp rô, loan lưu rừng rừng. Xâm lên ní, khôn ông khăn sạp chết bây chân nằm hời. Bà hai mạ phê nê tì cài mọc, khôn ông khơi anh tê hiên viê bì nè. Mà nẹ căn khăn đầy mùi trong cao. Mà nẹ tiết căn bẩn đã đầm răng một căn bụi dương căn tài kia. Vì cầm hộ bằng chìa phìm. Đã đầy mọc anh ní anh nụ. Khi nhóm có hỏi đầy chuyên tự ai vì. Vì chập đầy cho khăn hát chọp. Chìa mùi nâng nẹ tốt mà nẹ chú mốt chẳng chạp. Bằng tọp mọc đọc khăn hát chương hai bằng chìa ở chỗ đầy. Nhóm cho một đấy tàng trết trốt mình mẹng, mình đang chỉ cần lại nà tì. Nẹ tô tàng pi lán, trời kê ai ăn côi chìa pi chùa.
Nơi chuyên đại nhóm miền con tóc mùi. Đại nơi lơ tóc miền con dưới phơ mùi cơ bá. Nè ăn côi bì mốc tóc ní miền ai dụ bà hát đập bàm bây chân em. Đại càng bạch cầm bông xâm lăng một căn nẹ tốt tiếng ạc nì. Tiếng bần lưu biện đôi khăn dư nát mọc hời. À ăn côi mọc kê nú. Hãy anh chú mô ấy. Mọc bì sọc nè. Phôn phía nà. Bát nhóm chú mô tóc tùm. Mọc bị sọc sai mối đầm bọn buồn, phung phía bìa giọt. À mà nẹ tiết, xâm lên xâm thoát bắn to ra hốt đọc nhóm, châm lại lưu chiếc bắn to ra hốt đọc ở. Rồng bệnh nú, à mà nẹ căn cờ nát mũi đông, đa chong phân nẹ mà nẹ tơ mà nẹ. Nhóm ngủ ngất chân, mơ là vây lành khởi. Bạch đốn đa khó bắt đọc ở đây. Các đọc cho lang. Bộ viết bằng chia tăng công riêng, bằng to tiệt. Nhóm tờ tuôn ả rắm, đôi chỉ kê dọc sai một tròn khu cậu bà. Nhóm mình hiên dọc đáy tiệp tỷ. Bữa, khách viết mở khởi. Bằng to mọc luôn nhóm, có tô tư mốc đôi cầm lăng xài tiền. Đà tư mốc trăm trăm ấy tiết. Nhóm phay ná, đôi lưu xâm lên viết cầm hộ. Lưu tiếng xâm lên bước bác nơi bị cao khăn khuyên phòng. Đói ngờ ngất mơ bốc khơi như vậy. Khuyên đa tiếng tết ta. Trở chị bóng sạp sô sắp nơi chung vinh khuôn. Xâm rập chương tiếng kê tiếng khuyên lưu sra sra. Khuyên mình đang thả đa ban châm ngay bằng màn tế. Sạp tại khuyên đa bốc sang gà xây bần cho loan kết đèn. Xâm lên xâm lót có sức lạng. Chẳng nhóm phây bê nhóm nghĩa mọc vinh dàng rồi hả bọn tài rồi hả anna tùm ngôn chương bàn thẹt chom plơ bàn đàl ở nhóm tôn trọng công đuột bụ tài đòi ngủ ngất nâng khăn hạt đầy bọn tiền sai đã tiên co phóng nhóm ai cao cho lòng vinh dàng rồi hả bọn to đa từ một tiền lực chương ở khu vô phụ hành nhóm khăm lực chương ở khu vô bước khá chùm bụng. Tại đó đã mọc vinh đôi nơi tay đất đàn. Nhóm nực nông chất bà hai bụi viê sai tị đẳng. Mên, bụi viê sai sạp bay ná. Bước viê khơi nẹ ọt nè tiếng ọt đa lực chừng. Phầy phong chung ọt phong ta bụi viê dọc nhóm tờ nà. Bàn tay cài mọc nhóm hạ đôi chi cầm bông cho nông bụi tè. Tờ tuôn ả rắm nâng chân đa thmo bị bày cảm. Hãy bát chương bát nâng cầm rát ất trở chịa rút có chụp. Bố hãy coi trăng nâng ai. Nhóm có bần tôn khuôn ông coi cho tên ả rõm kết thả. Ní chia cầm lãnh ở vầy tư. Ta kế bầm rõng thua ở vầy tiệt. Chỉ mùi khí nữ xâm lên như là ca bào bần lư mơn mừng. Nhóm đăng thá cho bác chị thamán ní cứ mang bay ả triệt hời. À ní hãy chứ mô ấy. Sao mai xe nụ hãy thơ ấy. Sao mai lần nô hãy thơ ấy đấy. Sao nôn ní. Cá tơ bị cho lan vì xua mà đong rùi tả hời. Cho hết ấy vì xua tiết. Chìm lại rồi bác nẹ tô miên chiếc bắn to bà hốt đọc nhóm đặt đài. Đại nhóm chạy bạp viết đôi bề mùn. Rùi rõ hời. Nhóm đang tha miên đầy sra sra cầm bông sra cờ nát chong phần này. Cờ nát bàn bạc lớn. Phần này nhóm tiếng song kháng sở văng, mơ tớ khơi tạm đẳng, bằng tay cài mọc tớ chế bác của sẵn. Nhóm khơi nơi bị mọc nhóm, miên cài ấy. Hãy bị mọc cài ấy nú, miên mà xin thọt ở rục, bằng tóc bị lơi chân trò chì sạch. Anh đi, làng coi lơ cài ấy nì, viết chẳng ôl mọc nhóm. Bề nhóm làng ổng coi, nẹ đai chọp khăn học bằng tóc chì mùi nhóm có tớ đài. Tại ông côi khẳng kèm. Kê thọt ở rục nhóm bì mốc. Bì chăm hiến. Rụi vô cầm bố chó. Nâng ông côi đôi thơ á tạ sư nhân ở bàn đài. Rụi bì nhóm. Đào về nẹ chọp khăn nọ chì mùi nhóm mặt đồng. Rụi hai. Phần này nhóm trời kê rung đôi cờ nát khám mặt đồng tiệt. Nóm khí nè kèo. Bọt bàn chìa miên tiệt hai. Nẹ tốt tiếng ọc kèo chó. Xài tẹ co có chấp bà đàm tiệt.
ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងភាពងងឹតនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទ្រាំណាស់ព្រោះស្មានមិនត្រូវខ្ញុំមិនហ៊ានលើកជើងខ្ពស់ទេដើរតាមសម្រាប់ជើងអ្នកមុខខ្ញុំដឹងថាគេកំពុងដឹកពួកខ្ញុំឲ្យឡើងចណ្ដើរដែលមានកាំច្រើនឡើងហើយឡើងទៀត 4-5 ដងទើបដល់ផ្ទៃរៀបស្មើក្បួនដំណើរជាប់ខ្នោះក៏ត្រូវបញ្ឈប់ពួកហែងអង្គុយចុះទៅខ្ញុំដាក់ខ្លួនអង្គុយនឹងឥតព្រោះចុកជើងពេករំពេចនោះក្រណាត់ភ្នែកក៏បើកឡើងម្ដងម្ដងនេះភ្នែកខ្ញុំស្រវាំងដូចមុនទៀតខ្ញុំអាចមើលឃើញភ្លាមនៅទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដឹងថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់មួយធំល្មមនៅក្បែរមាត់ទ្វារមានក្តារខៀនមួយយ៉ាងធំចាប់ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងនៅក្បែរនោះដែលមានអ្នកទោសជាប់ខ្នោះរួម12នាក់សក់ក្បាលវែងប្រះស្មាខ្លះទៀតសក់កន្ទ្រើងមានរាងកាយស្លេកស្លាំងមើលទៅប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីពេលនេះខ្ញុំចូលខ្នោះជើងវិញហើយតែខ្នោះម្ដងនេះគឺខ្នោះដែកបញ្ចូលខ្នោះគ្រប់គ្នាអស់ហើយតើវាយកសាវមកចាក់ដាក់ខ្នោះដែកទៀតសំឡេងគោះក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាបែរទៅរកសំឡេងពួកហែងចូលថ្មីមើលមកនេះម្ចាស់សំឡេងថ្មនេះអាយុប្រហែល15ឆ្នាំសម្បល់ដូចចៅចិនពួកហែងចេះអសរទេអាណាចេះអសរមើលខ្លាំងខ្លាំងឲ្យគេស្ដាប់ផងវាបន្តបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បទបញ្ជាក្នុងរួចខ្ញុំក៏ប្រះខ្នងតម្រង់បន្តិចដឹងអីវាស្រែកសន្ធាប់មកហែងដេកក្រោកភ្លាមពួកហែងស្រីម្លេះអំបញ្ញមិញដៃអស់កម្លាំងពេកអ្នកចូលថ្មីដេកស្ទើរតែទាំងអស់ពេលឮសំឡេងសន្ធាប់ទាំងខ្ញុំទាំងគេក៏ស្ទុះក្រោកភ្លាមព្រមគ្នានាំគ្នាស្រាត់ខោអាវចេញឲ្យអស់ឲ្យតែខ្មៅដោះចេញសួយធំហើយមានខោក្នុងឯណាបើខ្ញុំមានតែខោមួយហ្នឹងបងខ្ញុំគ្មានខោក្នុងផងខ្ញុំអង្វរអ្នកយាមអត់ក៏អត់ទៅស្រាតចេញឲ្យអស់នៅកន្លែងនេះតាំងតែជាងនៅបាត់ដំបងទៅទៀតដឹងថាអង្វរមិនបានហើយខ្ញុំក៏ដោះអាវស្រាតខោបោះទៅគេទៅរាងកាយខ្ញុំនៅកណ្ដាលវាលមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ទេក្នុងចំណោមអ្នកទោសថ្មីទាំង32អ្នកនេះអ្នកខ្លួនទៅទេចិត្ត20អ្នកគេຕົកឲ្យតែខោណាមិនមែនជាពណ៌ខ្មៅរួចរាល់ហើយអ្នកទោសដែលនៅសល់ខោនាំគ្នាដេកទៅឯខ្ញុំនិងអ្នកទោសដទៃទៀតដែលអត់នាំគ្នាអង្គុយច្រមក់មិនហ៊ានដេកណាមួយខ្យល់ត្រជាក់បក់ចូលតាមបង្អួចប៉ះខ្លួនត្រជាក់ស្រឹបពួកវាបញ្ជូនយកខោអាវចេញទៅក្រៅបាត់មួយស្របក់ធំទើបឃើញអ្នកយាមម្នាក់លីខោអាវចូលមកទម្លាក់លាន់ព្រោះចែកគ្នាទៅតែកុំលឺមាត់ខ្ញុំបានខោឆ្នូតលឿងអត់ខ្សែយឺតនិងអាវដៃវែងអត់លាវមកពាក់ខ្ញុំរករបៀបពាក់មិនកើតព្រោះជើងមកខាងជាប់ខ្នោះអស់ចំណេះបានពាក់តែអាវចំណែកខោស្លៀកមិនបានមួយស្របក់ធំទើបរកមិនឃើញដំបូងខ្ញុំយកខោមកសក់ជើងដែលជាប់នឹងខ្នោះហើយបញ្ចូលសាច់ខោតាមចន្លោះខ្នោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែចូលអស់ទើបសោកចូលជើងមកខាងទៀតរបៀបនេះប្រើបានតែសាច់ក្រណាត់ខោស្ដើងបើក្រាស់វិញស្លៀកមិនបានឡើយបានសម្លៀកបំពាក់គ្របខ្លួនហើយក៏ប្រះខ្លួនដេកទៅនឹងឥតណាអស់កម្លាំងផងណាគ្មានបាយមួយគ្រាប់នៅក្នុងពោះផងក៏រលត់ទាំងមិនដឹងខ្លួនព្រឹកឡើងខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឈឺអស់ពេញខ្លួនទទួលអារម្មណ៍ឃ្លានតើពេលណាបានគេឲ្យហូបតើនៅកន្លែងនេះគេឲ្យយើងហូបអ្វីទៅចង់ក្រោកអង្គុយមិនហ៊ានព្រោះ
nông bầm rám ban cho xe thả chọn ông cối trời tại sông an là nhát nẹ dìm bề nú nhóm co rầm cơ luôn yên tự bóng đại chọp nâng khnát một bị bắt đầm bóng chìm mực nhóm nhóm sắp xua tịch tịch bóng dướng bà hai khmien plâu sân khâm tì bóng ái miên bà bôn con tế nhóm miên con bì nẹ tội tội bà bôn nhóm ông ca bà nẹ riếp ao cao bì thay ngay rầm đọc bàn bày khai bà bôn con nhóm bà cót chì lầm bạ hai đại át bì nhóm xâm lĩnh cho đằng ham giang thông xa ra trên mọc ba này thả quạt bị bạc khá nông chật nè quạt xua mọc nhóm vinh chóp ôn ánh miền rừng ấy ban kỳ chắp rồi hột mọc đọc bê ní nhóm nơi nực mình khơi ta mọc bị mù là hát ở vây nửa lõi tê tạm nhóm xa mán bộ viết đâu chỉ khi miền mù là hát cho bác lo tê ai tệ xong say bà hát tha mọc bị sống công muốn viết vơ bạp ní bạp nụ vì bà cót chưa mình tốt tê bước từ đây bà đề vọt bồ thả sọc chất xâm lập trở lắm bà xa chiêng tốt trở lắm khi nhóm tọp tích tích grau grau xâm lên loan rung bong bênh bình tục khi nhóm stu bà vê bà vác grau chìa mũi khía nụ đáy nẹ chạy mình nẹ một chút mọt phía bình tục khi nhóm khi nhóm xâm lăng tự âm rạch nụ đăng thạ bọ bò khi nhóm rung phơp chất bước đào bê kì ai hộp hời cả chạy ở lệch bọc bó có chấp đám tiếng ọc nia ban mùi chan mà nè bà bịp thiệp tới nâng xa có nhóm khơi thả nơi tin ní con bà chiến bước bọc bó xa mà tức xa mà cả ai xa có nhóm tức kể đạp xến cả kể đạp xến bắn toa bị ban bọc bó cực nì hấy kể ai xa lập rìa cà phê mà nè mùi bọc bó mùi chan xa mà ní bà đua slap rìa thông bà hai buôn slap rìa ní kì ai slap rìa cà phê kì nhóm đua bán chán đoàn đài châm nay mà hộp kì chạy mùi chán đáy xâm rắp bì nẹ xâm lo tức thả chuyên miên bàn lai đam chê bì bây sở sấy ăn tết khăn ông chán kì nhóm đua mọc lụa miên ruột chịt nà bàn tay viết tích bê xâm rắp bì nẹ đua tại bì bây slap rìa áp bắt từ hời ní bà hai mọc bị nhóm khuyên tệ đắng bán chỉ chừng ảnh hộp hơi mình toàn bán phật tắc phong xâm lên công hộ chấp bà đàm làng đây, đây tư vinh nhóm bà khuôn phliếm nực nông chất tha bà hai viên mình ai tắc phật tệ đắng nhóm nghĩa tự bóng chát khơi quạt vơ phânê plư plư nhóm xua tự căn quạt tịch tịch quan phu khla tế ẩm bệnh mình quạt cờ vi cơ ba tiếng bẩn lư lầm mồm nhóm tập hành thả mình đang chỉ tới na tê bà tam khuyến bà hai đập chan nắng tập quan phu nghiêm bà yết vơi phim nút nhóm prai khuôn ngà một vĩnh để sinh chân kết pi vi sna chi vật khuôn ta ngày cày tới chi giang nè cá slap nơi yu rồi chập nẹ tô đã nơi nông bẩn tục ní món nhóm ta kê chọp khăn ác nông bẩn tục ní bẩn màn khai hời mình dù bẩn màn khi nhóm còn luôn luộn tử mình đang chỉ ác bê bẩn màn tế khi nhóm đang luôn láng chọn cao ăn coi nha nà muối sẽ tật phòng tăng bị bật ra hốt đạt ngày khi nhóm mình toàn bàn tật mùi cơ ức phật phòng kịch khởi được chứ nế khi nhóm nghĩ chuyên mơ đắm khởi nhẹ diêm cho mọt bằng uôn khi nhóm con này dây sông bong khi nhóm xong ổng coi một phát nẹ giếm có ăn này nhạt khi nhóm bạn ăn này nhạt có ngớp ổng coi xong rô khuôn mơ tay sập hiếp tam bằng út khơi thiêng đồn vô cho vô lãng cầm láng chọt bọc ấy lời ní khi nhóm chọc đam khuyên hời tam khi nhóm xa mán thma ní rô xìl hời chẳng xong tất kê phắc tay mình hiền bong nhóm xong chế bắp ăn côi bẩn tịch xâm lên nẹ tô mà nẹ sẽ lại xong nẹ giếm có tọp bọn ơi xong tắc hộp bẩn tịch xâm lên ta đá bẩn to tiệt áp rạch rồi bỏ bà anh xì phạc bẩn màn đón khăn ông mệt ngay nẹ giếm cầm hộp nhóm nhẹ khuôn bớt nấc khơi xâm nang bố mình hiền xong kì
Bà xong môn đi bằng tích, có trâu vi chê đôi mà nét nít mình khàn. Bằng tích mô nhóm có prác luôn đệch bình. Bà lúc ban mọc đó, à kì xin nít nông bằng tốc chê đôi thằng ngày. Nhóm đệch dùm lân mơ bị đàn, sát chinh chọc đánh chạp sát lật chi chùm nấy có ba âm bộ phường. Vì miên dùm nàng chiến nhóm, bố viê bênh tự đôi à hà rồi bỏ về. À nhóm vĩnh mơ tơ bố chết đôi chân nông tự hời. Ta đọt bê nà, tớp kê ai bọ bò mùi chàn tiệt. Bà dục thơm mà này tự hơi, bà hai tay mà đông ni tự đần. Nông mùi thế ngay, bà tài giang ni, nhóm stu mần ban cần lạc khai tì. Còn bông tại bàn đại à rắm, vì ai bộ dương krok xa chết thơm mây tiệt.